Con này con gì bác? Con chim này chim gì đấy? Đại bàng à? À. Đây không phải là bé đấy. Con này không phải từ bé, con này mới bóc trứng lên này. Con này từ bé. Con này bóc trứng nhưng phải từ bé. Đây còn chân nữa, trứng rồi. Chính xác, chân vàng, mắt vàng, con này là mắt trắng, à, nuôi từ nhỏ thì, tưởng bác bắt bẫy được, nuôi từ nhỏ còn bẫy là gì? Con người đấy, con lúc nó còn bé này này. Ở đây đâu nữa, con trắng là con chính, chính con này đấy hả? Hai là con cái. Con bây giờ con này là bác bán bao tiền? 2 triệu. Con này là về nó bắt được chuột các thứ rồi chứ phải không? Bắt hết các thứ. Bắt chuột, bắt rắn. Con này là giống của mình hay là đúng là mình thôi. Nói giống ở Trung Quốc còn đỡ mà người dân bây giờ là rất là giỏi là thuần có phải đi buôn đâu mà Trung Quốc xuất xứ của nó là ấy, xuất xứ là Trung Quốc à? Miền Điện, giống ở Miền Điện. Bác này phiên nào cũng có con chim hoành tráng rồi nhá. Con này thuần hơn ở bên này. Con này là con đại bàng đúng không? Đại bàng bơ nhở? Ví dụ con này, con này phải được 2 cân chưa anh? Được không? Có cân đâu mà biết được. Ôi, con này thuần đấy anh. Anh nuôi từ nhỏ à? Nuôi gần tháng rồi. Cho nó vào cầm vào tay được. Sợ con này nó kẹt tay đâu đó. Được nhưng mà đừng dài cái tay kia. Nó móc tay đấy. Ba con. Đây con này. Con kia. Con này 1.8 này, con này 2 triệu. 2 triệu con này. À đây. 2 triệu 8. Bây giờ chợ chim gặp một bác bán ba con đại bàng, nó là nhìn rất hoành tráng. Vâng, nó đây là đại bàng nuôi, đại bàng được người dân thuần. Chưa có lông ống cái gì hết. Ờ. Nó là bây giờ cũng rất là giỏi. Bây giờ hết vụ rồi, hết vụ chim non rồi lấy ra bán 2 triệu con này. Tính ra 2 triệu nó ăn của mình cũng hết cần 1 triệu rồi. Con này là nuôi một ngày ăn mấy lạng thịt chú? Nửa lạng thôi. Nửa lạng à? Con này 1 lạng. 1 lạng thịt chứ. Lạng thịt ngon đấy. Đây như con rắn này, con này phải ăn được nửa 3 con. Ngày. Một con rắn. Bây giờ cho ăn thử. Ôi một con này ăn được 3 ngày á? Biết nó lấy bao nhiêu tiền mà cho ăn thử. Hôm qua lấy lên thì cứu. Một con rắn này. Đây, chú đại bàng chén được 3 ngày, còn đây rắn cặp cầm nong cầm nia đây. Không, cái này nó không một cái rắn nó 3 triệu rưỡi. Đây là tôi đang có mặt tại chợ chim. Đây, các loại này mắt đỏ là muốn nuôi một con này toàn đấy. Đây là một cái chợ chim rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Nó to rồi. Hôm nào con cắt mới cắt cái bạn hết chưa? Hết rồi. Thằng kia lấy mấy con mà con đỏ kia. Một con thôi, một con. Bảo để nó cắt nhỏ cái ra không đủ. Không kiếm được cái con mắt đỏ. Đây đây ông. Đây. Đây chị kiếm bên này. Không có phải con nhỏ cơ, con nhỏ mình nuôi từ nhỏ mới được. Cái con này nó không chuẩn đâu. Mắt đỏ này, con này này này. À đây con này mắt đỏ đấy. Con nuôi từ nhỏ thôi. Con này người như anh em nó. Con tay vào nó chả dám mổ à, sợ cắn đau người ta ơi. Cắn đau à. Cho thịt rồi nó mổ ngay. Ờ. Tay nó sợ cắn đau nó cũng sợ. Hai hù thả ra mình gọi về nó bay về. Con này ở Hải Phòng nó bán còn 5-6 triệu đấy. Con này là con mái à? Nuôi từ nhỏ này là nó bán 5-6 triệu. Anh con này là con mái à? Con này trống. Khác con này đấy nhỉ? Khác. À giống khác. Rất là dạng nha. Ở cùng với người coi như là không bay luôn. Thịt thế. Có mổ không? Nó có mổ anh. Cháu nó bán con ấn rồi. Có được 500.000 thì con đấy còn bé. Đấy, rất ngoan nhé. Ấn bây giờ có 500 thôi. Vâng, thế luôn. Đấy, bây giờ cái loại này mà chuột với rắn hổ hở ra là nó chén ngay.
gà chén phát luôn. Trông này nó nhổ lông gà nhanh hơn mình. Ờ. À đây à. Nó sạch nó mới ăn mà. Nó nhổ lông nhanh lắm. Đây là cứ là bỏ ra là nó khắc nhổ. Ờ. Nó nhổ nhanh hơn người. Con này bán hơn tiền chứ. Đâu có 2 triệu. Cái công ngoài bán lúc đầu lúc mới bắt về đã bán được 1 triệu rồi cả đấy loại to hay không chú? Lúc mới bắt ở tổ về đã bán được 1 triệu rồi, bây giờ nuôi lớn này bao con đại bàng à. Rất đẹp. Ôi, nhưng mà nuôi con này cũng tốn đấy nhỉ, cũng không phải đơn giản đâu. Ăn chơi thì giảm bình thường thôi. Con này có săn mồi không? Con này con già lắm. Con này đầu dưới lông mình đó. Con này bay hàng cây số là quay về. À, nó ăn của nhà mình quen rồi phải không? Ờ, mình duyệt nó rồi, dạ, mình thổi quay đến đâu nó nghe thấy nó quay về. Con này giờ thổi về chứ chú? Về mà. À, con này chưa biết bay không? Chưa biết bay á? À? con kia là biết về à? Ừ, con này. Con này đâu luyện biết về, nhưng con này bé hơn nhỉ. Chắc là con được con cái là biết chứ phải không? Biết. Con này con cái. Con này con cái. Thế còn con này là con đực đúng không? Con này cũng con cái rồi. Chắc là cũng con cái. To này con cái. Dạ mẹ, con này mang đi chọ nhau ác á, bao tiền đây không? 2 triệu. Trời ơi, mi là phát một là ăn ngay. Thằng bắt rong luôn. 2 triệu nuôi khi nào biết đi săn thì sao phải có 5 triệu. Con này 6 triệu người ta bán. Đang đặt bán ở mạng ấy 6 triệu. Cái này mỗi ngày chắc nó phải ăn tầm một lạng thôi. Lạng là sao chịu một được? Một lạng nó thì ăn một lạng thôi, nó không ăn được nhiều. Chân rồi. Con rắn này 2 lạng ăn một lần nó không ăn. Mỗi ngày một lạng thì bò. Các bạn vừa xem một số hình ảnh tại chợ chim, và đặc biệt là hình ảnh của những con chim săn mồi. Các bạn vừa xem hình ảnh của những con đại bàng, và bây giờ trước mặt các bạn đây chính là Bibi, là một cái giống chim săn mồi rất là đặc biệt. Con này là người ta thường theo dõi để lấy thuốc chữa xương khớp. Đấy, và còn có rất là nhiều cái điểm rất là đặc biệt của cái loại chim này. Đấy, rắn rết là nó có thể là ăn được hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở chợ chim Lạng Sơn. Bé sáng đi ngay chứ có phải đi chơi nữa đâu mọi người.